dự án thành phần Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào ngày 13 tháng 7 vừa qua và dự kiến sẽ khởi công năm nay, hoàn thành năm 2025. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận liên quan đến việc triển khai dự án cao tốc này. Dự án quy mô xây dựng đường có 4 làn xe, chiều rộng nền đường 17m, có điểm đầu giao với tuyến nối đường Nam Sông Hậu quốc lộ 1 thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Điểm cuối tại km 53+000 đoạn Hậu Giang Cà Mau thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang với tổng chiều dài tuyến khoảng 37,65 km. Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua thành phố Cần Thơ là 618 tỷ 100 triệu đồng. Đến nay, quận Cái Răng đã hoàn tất việc cấm mốc lộ giới và kiểm đếm đo đạc các trường hợp bị ảnh hưởng của dự án và đã ban hành thông báo thu hồi đất cho 71 trong số 132 hộ bị ảnh hưởng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà đề nghị Ban Quản lý dự án phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng xúc tiến công tác giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng, tăng cường công tác phối hợp chuẩn bị khởi công theo kế hoạch.